Thưa quý vị, thời gian qua, người dân trên địa bàn hai xã Thường Tân, Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên rất bức xúc khi nhiều phương tiện chuyên chở tải trọng lớn lưu thông vào các khung giờ cấm được quy định cụ thể trong ngày trên tuyến DT746. Trước tình trạng này, yêu cầu các ngành chức năng cần có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Theo phương án điều chỉnh phân luồng giao thông đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất ban hành trước đó, từ ngày 30 tháng 8 năm 2023, cấm phương tiện ô tô có tải trọng chuyên chở trên 10 tấn lưu thông trên đường DT746, đoạn từ ngay sau giao lộ đường vào cổng cụm công nghiệp Tân Mỹ đến cầu Thủ Biên, ở các khung giờ cao điểm trong ngày, từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút, 11 giờ đến 12 giờ 30 phút và 16 giờ 30 phút đến 18 giờ. Mặc dù quy định rất rõ ràng và biển báo cũng đã được lắp đặt ở nhiều vị trí, tuy nhiên thời gian qua nhiều phương tiện vẫn không chấp hành, xe tải trọng lớn vẫn tấp nập ra vào các bến bãi, ngang nhiên chạy vào khung giờ cấm, bất chấp phản ứng của người dân. Tai nạn thường xuyên lắm, ở đây là rất là thường xuyên xảy ra. Mong muốn làm sao mà để cho nó giảm bớt rồi có những cái điều tiết hay gì đó để bà con ở đây được đi lại tốt hơn, rồi học sinh đi học được an toàn hơn. Chủ phương tiện ở địa phương thì cũng vi phạm về cái vấn đề này. Đó, còn bên cạnh đó nữa thì cũng có một số cái phương tiện của địa phương khác thì lợi dụng cái vấn đề là ngay chỗ là không có ngay chỗ cơ quan chức năng nhà nước như là cảnh sát giao thông thì cũng thường xuyên là đi vào cái giờ cấm, là gây ảnh hưởng đến ngay chỗ là cái đời sống của nhân dân cũng như là gây ảnh hưởng đến cái tai nạn giao thông ở trên địa bàn. Thời gian qua thì địa phương cũng ghi nhận một số ý kiến phản ánh của cử tri về việc mà một số cái xe lưu thông trong cái khung giờ cấm này, thì chỗ địa phương cũng đã có cái báo cáo về cấp trên để mà có cái vấn đề mà kiểm tra, tăng cường kiểm tra. Trước phản ánh của người dân, thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, ngành chức năng huyện Bắc Tân Uyên đang tập trung triển khai giải pháp chấn chỉnh, khắc phục triệt để, không để tái diễn tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông vào giờ cấm trên đường DT746. Để khắc phục triệt để cái vấn đề vi phạm phân luồng, thì chúng tôi sẽ tăng cường cái lực lượng tuần tra kiểm soát trên cái tuyến DT746 trong cái thời gian phân luồng cấm, đặc biệt là sẽ cho cái lực lượng hỗ trợ ghi hình để mà có hình thức là xử lý, là phạt nguội đối với các cái phương tiện mà vi phạm trong cái giờ cấm này. Cùng với tăng cường tuần tra xử lý, một trong những giải pháp quan trọng đó là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành của các chủ hầm mỏ, bến bãi kinh doanh khai thác khoáng sản trên địa bàn, cũng như chủ phương tiện vận tải chuyên chở trong việc tuân thủ các cam kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình hoạt động. Từ cái cam kết của mình với các cơ quan nhà chức năng á, thì mình có cái quy định rồi triển khai là xe mà ví dụ mà khách hàng đi vô lấy á thì phải xuất trình cái giấy đăng kiểm cho mình kiểm soát cái tải trọng, rồi khi mà đi ra là phải đậy bạt, phủ bạt, rồi đi ra ngoài cổng thì mình tưới rửa sạch rồi mình mới ra lưu thông, tham gia lưu thông. Tuân thủ giờ giấc của quy định của nhà nước là sáng từ 6 giờ tới cấm đến 7 giờ rưỡi là cho là cấm giờ, thì mình khoảng 7 giờ rưỡi thì xe nó mới được vô chạy bốc dỡ hàng hóa từ trong ngõ ra cảng. Thì tuân thủ thì xe phải đúng lấy đúng tải trọng và đậy bạt nghiêm chỉnh đàng hoàng cho nó an toàn giao thông. Ban hành quy định về khung giờ cấm trên tuyến DT746 thuộc địa bàn hai xã Thường Tân, Tân Mỹ đã được các ngành chức năng tính toán kỹ nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe người dân, tránh được khói bụi của các phương tiện chuyên chở khi tham gia giao thông vào giờ cao điểm. Do đó, cần có sự chia sẻ cộng đồng trách nhiệm chung của các tổ chức cá nhân, tuân thủ chặt chẽ các quy định để xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, văn minh.